Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của Huawei MediaBuds X1 có tên mã là 7D501U đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi quý vị bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa trong, loa ngoài trên Huawei MediaBuds X1 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới, sửa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan loa trong, loa ngoài, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Phần loa trong của Huawei MediaBuds X1 thì đặt ở phía đỉnh máy, tách rời ra khỏi loa ngoài, chứ nó không giống như là của T1. T1 8 inch thì nó chung nhau cả trước lẫn sau, còn của X1 thì tách rời ra. Khi quý vị bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong, loa ngoài của Huawei MediaBuds X1, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.